Kính bạch trên thượng tọa vị chủ, cùng toàn thể quý tăng ni xuất gia gieo duyên. Quý vị đã gieo duyên xuất gia với Đức Phật. Hôm nay là tuần cuối, phải không quý tăng ni? Cái điều mà tất cả chúng tôi đều mong chờ là hôm nay ngày cuối để mà chúng ta đi về, nhưng mà sẽ là cái ngày đầu tiên để cho tất cả tăng ni nào ở lại. Mỗi một khóa tu nửa tháng như vậy đó, mình đến đây mình tu tập, mình gieo duyên với Đức Phật, mình tập cái hạnh của một người xuất gia. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài rời bỏ hoàng cung, rồi Ngài vượt hoàng cung, rồi Ngài tìm đến Tuyết Sơn. 6 năm trời Ngài đi tìm đạo, 5 năm trời Ngài tu khổ hạnh. Quý tăng ni có biết Ngài tu khổ hạnh Ngài ăn cái gì không? Lúc đầu tiên đó thì Ngài tu khổ hạnh chung với 5 anh em A Nhã, Kiều, Trần, Như, thay phiên nhau để mà chia những cái món ăn hàng ngày. Mỗi một người như vậy được 5-7 hạt mè. Rồi đến khi hạt mè nó cũng hết luôn, Đức Thế Tôn không có phung phí cái phước báo của mình. Cho nên Đức Thế Tôn đi vào trong sâu, thật là sâu của núi, Đức Thế Tôn tìm những miếng phân bò. Nếu tất cả các vị ngồi ở đây mà nghe Đức Thế Tôn của chúng ta dùng phân bò để mà tu tập, Đức Thế Tôn nói trong phân bò nó vẫn còn có một chút chất bổ của cỏ còn sót lại.
Đức Thế Tôn lượm phân bò về và ăn để tu tập. Thật sự chúng ta đi theo dấu chân của Đức Phật. Cho dù bây giờ mình tập làm cái hạnh của người xuất gia vỏn vẹn mỗi một tháng 15 ngày hay là mỗi một năm được 15 ngày, quý vị, một năm tu một lần, phải không? Vậy thì mình đi theo dấu chân Phật. Nhưng mà thật sự các vị có bao giờ mình ngồi mình ăn cơm trên quả đường mà các vị có khởi lên một cái tâm niệm khen ngon và chê dở chưa? Không cần mình khởi lên cái tâm niệm khen hay là chê mà ăn được và ăn không được, mình đã phụ lòng Đức Thế Tôn rồi. Cho nên con đường mà chúng ta tập sự hay là bắt đầu gieo duyên để trở thành một con người xuất gia, ngay từ đầu mà nếu chúng ta không biết phát huy và không tịnh hóa được cái tâm của mình, thì sau này hoặc là kiếp sau của mình gặp lại Phật và mình có nhân duyên mình xuất gia, mình sẽ gặp tất cả những chướng ngại. Quý vị thấy rồi, quý thầy, quý cô, quý sư đi tu, nhưng mà có người ít gặp chướng ngại, còn có người gặp nhiều chướng ngại. Lý do là cái buổi đầu phát tâm của mình, cái buổi đầu gieo duyên của mình đó, mình chưa thực sự dẫm lên dấu chân của Phật. 14 ngày đã trôi qua rồi, chúng tôi tạm gọi là các tăng các ni đi. 14 ngày trôi qua rồi, tăng ni của chúng ta đi trong cái khuôn viên của bửu an, nhưng mà tăng ni có đi trong cái dấu chân của Phật hay không? Có đi trong dấu chân của Phật không? Bàn chân của mình có dẫm lên dấu chân của Phật không? Có dẫm lên không tăng ni? Mô Phật không? Mình dẫm lên dấu chân của mình, hoặc là mình dẫm lên dấu chân của vọng niệm thôi. Tức là chúng ta đi, mặc dù chúng ta có thiền hành hoặc là chúng ta có niệm Phật, người xuất gia là phải đi trong chánh niệm. Còn đằng này mình cứ đi trong vọng niệm không, thì làm sao mình đi theo dấu chân Phật đây? Thậm chí coi chừng tất cả chúng ta xuất gia mà đang dẫm lên dấu chân của ma, đang sống trong thanh tịnh địa, đang sống trong thế giới của Phật, đang hưởng cái hơi ấm của Đức Phật, nhưng mà bàn chân của mình lại đi theo dấu chân ma. Bửu an ở đây là thánh địa, là cái nơi để cho chúng ta gieo cái duyên lành xuất gia. Nhưng mà tăng ni, chúng ta vào trong đây, chúng ta không gieo được cái duyên lành của người xuất gia, mà coi chừng chúng ta đã gieo duyên với ma cảnh. Gieo duyên với ma cảnh đó. Cho nên hôm nay ngày cuối cùng rồi, có nghĩa là sư phụ trụ trì ở đây giáo huấn quý tăng ni mình nhiều rồi, phải không? Mặc dù là thân bệnh nó như vậy nhưng mà vẫn giáo huấn được cho tăng ni. Cho nên cái đề tài hôm nay chúng tôi gửi đến toàn thể tăng ni trong khóa tu xuất gia gieo duyên được mang tên là đi theo dấu chân Phật. Tăng ni muốn đi theo dấu chân Phật, trước hết đôi chân của mình phải bước trong sự thanh tra của trí tuệ. Đôi chân của mình bước đi trong sự thanh tra của trí tuệ, cuộc sống của mình thật sự ra mình cứ chạy theo tất cả những cái ảo giác của cuộc đời, rồi mình cứ lầm lũi theo sự suối bảo của vọng tâm. Trong đầu của chúng ta có hai thứ, một là vọng tâm, hai là chân tâm. Một là Phật niệm, hai là ma niệm. Cho nên tất cả chúng ta sống, chúng ta có những cái sự tỉnh thức mạnh mẽ, chúng ta có một nghị lực dồi dào, tức là chúng ta đang bước đi chung với Phật niệm. Còn nếu mà cái tâm của mình không thường tỉnh thức, tâm của mình không có một nghị lực, tâm yếu đuối đó quý thầy, quý cô, quý tăng ni, tâm của mình yếu đuối, cho nên rồi mãi mãi mình cứ niệm tai ma niệm mà đi. Trong khi cái miệng của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái tâm của mình lại niệm tai ma để đi.
khoác lên trên mình cái Ikasa là một điều vinh hạnh và diễm phúc. Giống như Đại Đức MC vừa mới giới thiệu, thân người khó được, hôm nay mình đã được. Quý Tăng Ni thấy đi, một con thằng lằn nó nằm trên cái vách của điện Phật hoặc là giảng đường, nó có nghe được những lời của Đức Phật dạy hay không? Hoặc là xung quanh của chúng ta muôn ngàn chúng sanh vô tội, con muỗi, con ruồi, con kiến, xung quanh chúng ta còn nhiều thứ chúng sinh khác nữa vô hình, thí dụ như dạ xoa, ngạ quỷ, vân vân. Đó là những chúng sinh đau khổ vô cùng. Trong khi mình được mang thân người thì những chúng sinh đó không được mang thân người, nó phải đi bằng bốn chân, bằng nhiều chân, hoặc là họ phải lết trong đất bằng cái đi không chân. Con rắn, con lươn, con này, con kia đủ điều hết. Nó đi bằng cái lưng, bằng cái bụng, không có chân, nó trường đi, đau đớn lắm. Còn con người của chúng ta may mắn, chúng ta đứng thẳng, chúng ta nhìn thẳng. Tại sao chúng ta không đi thẳng? Phải không Tăng Ni? Quý vị, chúng ta cần phải nhìn thẳng và đi thẳng. Cho nên làm thân người đã là một điều khó, mà tất cả hôm nay chúng ta đã mang được thân người. Mình mang được thân người rồi, lục căn của mình lại được đầy đủ nữa. Mình bước chân ra ngoài đường, mình sẽ thấy nhan nhản trong đôi mắt của mình, trong cái nhìn của mình, biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Họ sinh ra, họ cũng mang thân người, nhưng mà họ không đầy đủ như mình. Họ không có chân, họ không có tai, họ bị thiểu não, rồi họ lắc lư, rồi họ không có mắt, rồi họ không có miệng. Không có miệng có nghĩa là không nói chuyện được. Rồi họ đâu có được cái diễm phúc như mình. Mình còn cái diễm phúc ở nhà, nhiều khi công việc của mình là giám đốc, mình là trưởng phòng, mình là chủ, mình là những cái gì đó, kinh doanh những nhà doanh nghiệp đi. Rồi bây giờ mình bước chân vào trong đây, mình gieo duyên xuất gia, ở nhà mình vẫn là hạnh phúc đầy đủ, vào trong đây cũng hạnh phúc đầy đủ hơn tất cả những chúng sinh khác. Lục căn của mình đã đầy đủ rồi. Sanh phùng Trung Quốc có nghĩa là mình sanh giữa ở đất nước. Trung Quốc ở đây không phải là nước Tàu nghe. Trung Quốc có nghĩa là sanh giữa chốn thành thị đô hội, không có sanh vào nơi biên địa. Giống như những người dân tộc của mình, họ nằm trong rừng, trong rú, họ sống du canh, du mục, họ phá rừng, họ làm rẫy, hết chỗ này tới chỗ kia, cứ kéo nhau bồng bế đi hoài, không trụ lại một chỗ. Cuộc sống đối khác, không có biết gì hết, không có hưởng thụ được gì hết. Còn chúng ta sanh phùng Trung Quốc, mình sống ở nơi đô thành, sống ở chính giữa, sống ở nơi phát triển, sống có văn hóa, sống có kiến thức, sống rất là văn minh. Cho nên đó là một cái may mắn của mình nữa. Chúng tăng nan ngộ, tất cả chúng ta hôm nay tập xuất gia 15 ngày, nhưng mà thật sự mình có một cái diễm phúc hơn cư sĩ tại gia nữa. Có nhiều người cư sĩ tại gia họ quy y Tam Bảo rồi, họ mặc áo lam, họ mặc áo giới như thế, nhưng mà cái thời gian họ bước chân vào chùa, họ ở trong chùa cao tay nhiều nhất là 7 ngày. Giống như ở Hoằng Pháp tu Phật thất chỉ 7 ngày thôi, nhưng mà 7 ngày chỉ mặc áo lam mà thôi. Chúng ta hôm nay gặp được chúng tăng là một điều khó thứ tư rồi. Mà mình tập làm tăng, mình tập làm ni nữa, cho nên đó là một điều may mắn và diễm phúc lớn lao nhất trong cái kiếp người của mình. Phật pháp nan văn, lời của Phật dạy khó nghe. Thật sự như vậy, thật sự chúng ta ngồi ở đây, chư tăng, chư ni, nam nữ, Phật tử, chúng ta ngồi ở đây nghe Phật pháp rất là khó. Tại vì sao vậy? Chư tăng ni, tất cả chúng ta nghe nhưng mà chưa lắng nghe, cho nên Phật pháp nan văn. Nghe mà chưa lắng lòng. Quý tăng ni có nghe cái tiếng Việt Nam mình không? Lắng nghe có nghĩa nghe mà phải lắng lòng, chứ không phải nghe một cách cứ bằng là hời hợt. Nghe không phải một cách để mà cho nó qua loa. Nghe mà phải lắng lòng, cho nên Phật pháp cần phải lắng lòng để nghe. Nghe Phật pháp nửa chừng mà ngủ thì không phải nghe Phật pháp rồi. Phật pháp khó nghe. Người nào trong một thời pháp 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn thường tỉnh thức, người đó có nhân duyên với Phật pháp. Còn nếu mà nghe nửa chừng rồi nó mệt, nó tê chân, nó mỏi lưng, nó buồn ngủ, nó nặng con mắt rồi nó ngáp tại chỗ, thì như vậy không có duyên với Phật pháp.
Cái cuối cùng là Phật đạo nan thành, thành Phật khó vô cùng. Quý tăng quý ni mình thấy thành Phật có khó không? Khó không? Thành Phật rất dễ, nhưng mà tại vì chúng ta đã thường thành Phật. Nhưng mà mình khác Đức Thế Tôn của mình, mình khác vị cha lành của mình một điểm duy nhất mà thôi. Dưới cõi Ta La, dưới cõi Tất Bát La, tức là cõi Bồ Đề, Thái tử Sĩ Đạt Đa, tức là đạo sĩ Cồ Đàm, 49 ngày tư duy thiền định, tịnh hóa tâm hồn của mình. Ngài phát hiện ra con mắt của Ngài có ma, Ngài phát hiện ra lỗ tai của Ngài có ma, lỗ mũi của Ngài có ma, cái miệng, cái lưỡi của Ngài có ma. 84.000 lỗ chân lông của mình phát ra ma khí và tâm của mình có ma. Cho nên khi mà ngồi dưới cõi Bồ Đề rồi, toàn bộ ma tâm, ma chướng, ma cảnh nó hiện ra. Mình cũng vậy. Mình đi 15 ngày, tăng ni có bị ma chưa? Có bị không? Nhớ nhà, đó là ma. Mình nhớ nhà thôi, đó là ma. Một điều, ngày hôm nay là ngày chót, tâm mình khởi lên một điều, mừng quá bữa nay là ngày chót được về nhà, đó là ma. Cho nên cuộc sống của mình cứ đi theo dấu chân ma, mặc dù mình mặc áo của Phật, ăn cơm của Phật, mà chúng ta đi theo bước chân ma. Mình tu mà mình trông, mình đợi cho nó qua ngày, cho nó mau hết để đi về nhà, đó là ma. Mình tu mà mình nhớ con, nhớ cháu nội, nhớ cháu ngoại, đó là ma. Đã gọi là tu là rũ bỏ. Ở đây sư phụ trụ trì của quý Phật tử quý vị tập cho quý vị tự rũ bỏ. Con đường của chúng ta rồi, tất cả mọi người đều phải đến một cái nơi rũ bỏ thôi. Cõi trần gian mà mình đang sống, đây là nơi để cho chúng ta tạm trú và tạm vắng thôi. Cái tuổi của mình hiện tại bây giờ là thời gian đăng ký để tạm trú ở đây. Cho nên mình sống rồi, đến một ngày nào đó thì lần lượt chư tăng, chư ni, nam nữ, Phật tử chúng ta nè, sẽ hết thời gian tạm trú tại chỗ này, rồi mạnh ai nấy lên đường. Ở đây chư tăng chư ni có sợ lên đường không? Có sợ chết không? Sợ không? Sợ là đi theo dấu chân ma rồi. Ma là gì? Sợ hãi. Ma là gì? Cố chấp. Cho nên tất cả chúng ta sống, chúng ta tu mà chúng ta cứ sợ hãi như vậy, và chúng ta cứ cố chấp hoài, thì tất cả những cái đó đều là đi theo dấu chân ma. Cái ngày đầu tiên mà quý thầy quý cô vô trong đây tự phủi tóc xuống rồi đắp y lên như thế, các thầy các cô có mừng không? Các sư có mừng không? Mừng không? Ngày đó mình thành Phật đó. Ngày đó mình đã thành Phật. Cũng giống như Đức Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày, rồi Ngài tự phủi cái mái tóc phiền não trong tâm của Ngài, rồi Ngài tịnh hóa được tâm hồn. Ngài phát hiện ra tất cả những căn nhà cũ rích của Ngài, những căn nhà cố chấp từ xưa của Ngài, nó sụp đổ hết rồi. Và Ngài bứt ly, Ngài bứt phá tất cả những cái dục vọng, rồi Ngài ung dung bước lên ngôi vị giác quả. Ngày đó Đức Thế Tôn mừng cũng giống mình như bây giờ vậy. Nhưng mà cái điểm khác ở đây là Đức Thế Tôn mừng cho tới 80 năm luôn. Tức là ngày đầu Đức Thế Tôn thành Phật, ngày đó Đức Thế Tôn trân trọng và gìn giữ Đức Phật của mình, gìn giữ trong suốt 80 năm trời, đến khi nhập Niết Bàn bên cõi Ta La Song Thọ, Đức Thế Tôn vẫn còn ôm hình Phật. Còn mình thành Phật rồi, quý tăng quý ni, lúc bấy giờ mình đang cầm Đức Phật trong tay. Nhưng mà trong vòng 15 ngày mình đã thường bỏ Đức Phật của mình, thường ném Đức Phật của mình và thường bỏ quên Đức Phật của mình.
Cho nên tất cả chúng ta nói một cái, có một cái điều khác Phật là như vậy. Phật thì cầm Đức Thế Tôn hoài mãi mãi cho đến tận cuối cuộc đời. Còn mình muốn bỏ Ngài lúc nào mình bỏ hả? Như bây giờ toàn thể tăng ni của chúng ta tập xuất gia trong vòng 15 ngày, gieo cái duyên lành thì có thể cao tay lắm, quý tăng, quý ni cầm Đức Thế Tôn đủ 15 ngày thôi. Ngày mà mình gửi lại cái lá y cho Bửu An, ngày mà mình đi về nhà, mình đã ném Đức Phật vào một nơi mà mãi mãi mình không tìm lại được. Ở đây có tăng có ni nào mà tập làm cái hạnh xuất gia này trên 4 lần chưa? Tức là tu 4 năm rồi, năm nào cũng có đến hết. Có không? Hay là như vậy là tốt rồi. Thật sự ra mỗi một năm mình ném Đức Phật đi, mình quên lãng rồi, mình tất bật ở trong công việc của mình hàng ngày, rồi mình lăn lộn với cuộc đời, mình vật vã với cuộc đời, mình ném ông Phật của mình một nơi nào đó mà mình không tìm được. Nhưng rồi qua năm sau mình đến đây, mình gieo cái duyên lành 15 ngày, tức là chúng ta vẫn còn có cơ hội tìm lại Đức Phật của mình. Hôm nay quý tăng quý ni khoác lên trên mình cái y này là quá tuyệt vời. Đi theo dấu chân của Phật thì quý Phật, quý tăng quý ni phải hiểu rõ cái ý nghĩa của lá y mới được. Màu vàng là cái màu của đất, cho nên bước chân theo Đức Thế Tôn thì tất cả tăng ni phải làm sao? Tập tu hạnh của đất. Đất là gì? Mình ném hoa xuống dưới đất, đất cũng không có mừng. Mình ném rác xuống đất, đất cũng không có buồn. Mình ca ngợi đất, đất cũng không có vui. Mà mình chửi bới đất, đất cũng không có buồn. Cho nên mặc cái y ca sa màu đất có nghĩa là mình tu theo hạnh của đất. Hạnh của đất là gì? Là nhẫn ba la mật. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, mình phải tự kiểm soát coi từ cái ngày đầu của mình cho đến bây giờ. Mình hãy dùng trí tuệ của mình để mình thanh tra, để xem coi 15 ngày trôi qua rồi tất cả chúng ta có tu hạnh của đất chưa. Người nào có tu cái hạnh của đất thì xứng đáng khoác lên trên mình màu y của đất. Còn nếu không đó, tất cả chúng ta khoác lên trên mình để cho đốt cháy thời gian. Khoác lên trên mình cái màu y của đất mà mình không tu theo hạnh của đất, mình không bước chân đi theo cái hạnh của đất thì mình chỉ đốt cháy thời gian. Tức là lôi vô trong đây đốt cháy thời gian cho nó đủ 2 tuần rồi cái đi về vậy thôi. Cho nên không tu, không tập, không gieo duyên thì thôi. Đã gieo duyên, dù một ngày tập làm người xuất gia cũng phải sống cho xứng đáng một ngày xuất gia của mình. Ở đây sư phụ trụ trì của các vị quá tốt, tạo cái điều kiện rất là mầu nhiệm cho tất cả chúng ta có những cái thắng duyên hy hữu để sau này chúng ta đi theo dấu chân của Phật, chúng ta phát nguyện xuất gia thật sự, chúng ta sẽ gặp tất cả những điều may mắn. Tu cái hạnh của đất, không giận. 15 ngày trôi qua rồi, quý tăng quý ni có giận không? Có giận người này, có giận người kia không? Mô Phật, con không dám giận, con chỉ hờn mát, con để trong bụng con thôi. Ngoài mặt của con không bao giờ con giận, bởi vì con đã gieo duyên xuất gia rồi. Nhưng mà con chỉ có cái hờn mà con để trong bụng con, nó không hiện ra khuôn mặt của mình. Cho nên nó tất cả những cái vi tế đó mình không thể nào mà mình qua mặt được mình. Tất cả những cái khác mình có thể qua mặt được bạn đạo, có thể qua mặt được những người tập hạnh xuất gia như mình, nhưng mà chính bản thân mình không lừa dối mình được. Trong vòng 15 ngày có khi nào mà mình xin phép mình nghỉ tu một buổi không? Có không? Có khi nào quý thầy quý cô xin phép cho con nghỉ một buổi, bữa nay con nhức đầu quá, có không? Dù nhức đầu cũng phải lên luôn. Thì như vậy 15 ngày của mình mới không uổng công, 15 ngày của mình mới là thời gian của Phật. Còn không đó, mình sẽ làm cho thời gian 15 ngày của Phật của mình bị lợn cợn bởi thời gian của ma. Người ta lên người ta nghe pháp rồi mà mình còn từ từ đi lên. Người ta lên đọc kinh rồi mà mình vẫn còn từ từ đi lên.
Người ta đã đắp y xong rồi mà mình còn từ từ đắp y, tức là mình đang cướp đoạt thời gian của những người xuất gia chung với mình, ăn trộm thời gian của Phật. Ăn đồng loạt ăn, ngủ đồng loạt ngủ, rồi tu đồng loạt tu, đắp y cùng đồng loạt đắp y, giống như thời của Đức Phật quá khứ vậy. Không ai ăn cắp ăn trộm thời gian của ai cả. Người nào mà để cho tất cả đại chúng chờ mình, có nghĩa là mình đã ăn trộm thời gian của đại chúng rồi. Đó là mình đang dẫm theo dấu chân của ma đạo rồi. Cho nên mình xuất gia coi như thế mà nó rất là khó, các tăng các ni à, khó dữ lắm luôn. Mỗi một chút bàn chân của mình đi trên con đường về Phật, dấu chân của mình dẫm theo dấu chân của Phật là một con đường độc đạo một mà thôi. Nhưng mà con đường về ma nó là một bùng binh muôn ngàn lối rẽ. Cho nên nếu mà mình đi trật dấu chân của Đức Thế Tôn là dấu chân của mình tuột qua dấu chân ma. Cho nên mình đi mà mất chánh niệm, tức là mình trong ma niệm rồi. Mình tụng kinh mà mình ngủ gật như thế này, có nghĩa là mình bước chân vào ma niệm. Nghe pháp mà ngủ, tức là bước chân vào ma niệm. Trong thế giới của Phật mà mình không thích sống, mình sống một hồi cái mình lang thang qua thế giới ma. Quý tăng quý ni nào mà ngồi nghe sư phụ trụ trì ở đây mà nói pháp mà buồn ngủ đâu, giơ tay lên coi. Thường thường mà ngồi nghe pháp hồi buồn ngủ rồi cứ nhướng hoài luôn, cố để chống chọi lại cái cơn ngủ của mình. Mô Phật, thưa thầy, thầy đừng cho con nói, để con tự nói thầm thầm trong bụng con thôi. Để con tự nói được rồi. Tất cả chúng ta đều buồn ngủ cả. Tại vì thói quen của tâm thức của mình nó không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Đó là thói quen của tâm thức. Cho nên rồi đó, bắt mình ngồi một chỗ như thế này, tâm thức của mình nó không chịu và nó sẽ chống đối lại với mình. Và sự phản kháng của tâm thức có nghĩa là ngủ. Tại vì khi mình lên đây đó, cái chánh tâm của mình nó bảo lên đây ngồi nghe pháp, nhưng mà vọng tâm của mình nó thường rong chơi. Bây giờ chánh tâm nó bắt vọng tâm phải ngồi yên một chỗ để lắng nghe, cho nên nó phản kháng với chánh niệm của mình là ngủ, tao không nghe. Rồi mình nghe lời cái vọng niệm của mình, mình đánh rơi đi cái chánh niệm của mình đó, quý tăng ni à. Tất cả chúng ta sống này đều là những chiến sĩ oai hùng đang ở trong cái trận tuyến của tâm linh của mình. Tất cả chúng ta đang xung trận vào một chiến trận của tâm linh. Nhưng mà cuối cùng rồi, tất cả chúng ta, không phải riêng gì các tăng các ni tập làm xuất gia gieo duyên đâu, những người xuất gia thật luôn, xuất gia ở lâu luôn đó, mãi mãi vẫn là những chiến binh bại trận. Tất cả chúng ta giữa chánh niệm và ma niệm, giữa chánh niệm và tà niệm, chúng ta tranh đấu trong một cái chiến trường tâm linh đó, mãi mãi chúng ta chỉ là những chiến binh bại trận. Vì chúng ta đi mà chúng ta không quên không đem theo vũ khí. Mỗi một tăng, mỗi một ni tập làm hạnh xuất gia gieo duyên như thế này, mỗi một người là một chiến binh oai hùng lắm đó. Mình ra đi mình phải đem theo cái vũ khí để mà bảo vệ mình chứ. Ở đây Đức Phật đã tặng cho tất cả chúng ta 6 món vũ khí. Hồi xưa tới bây giờ nè, quý tăng quý ni có nghe truyền thuyết về Na Tra không? 3 đầu 6 tay, có nghe không? Chuyện thần thoại của Trung Quốc, Na Tra, mỗi lần mà nó đánh cái nó có cái phép là nó hiện ra 3 đầu 6 cái tay, cầm 6 thứ binh khí để mà nó đánh với ma, đánh đuổi ma. Thật sự ra Na Tra là một truyền thuyết, nhưng mà ông Ngô Thừa Ân, ông đưa hình ảnh Na Tra đến với tất cả chúng ta, đó là một lời giáo huấn. Na Tra là cái gì quá xanh? Ngày xưa sanh ra rồi, xương thịt lóc trả lại cho cha mẹ hết rồi, cuối cùng rồi Na Tra là hoa sen quá xanh. Cho nên Na Tra nó có 3 đầu, tức là giới, định và huệ. Mình có mấy đầu? Thiệt sự ra mình có 1 cái đầu mà mình không thể nào mà phát huy được giới định huệ cả.
Cho nên Na Tra có ba cái đầu là tượng trưng cho con đường đi tu của mình. Cần phải có một cái đầu giữ giới, một cái đầu định kiên định mạnh mẽ, và một cái đầu thỉnh thức trí huệ tuyệt vời. Tai của mình không phải chỉ có một đôi tai, mà ba đôi tai là sáu tai. Sáu tai của mình là lục ba la mật, có nghĩa là một vũ khí bố thí ba la mật, một vũ khí trì giới ba la mật, một vũ khí là tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật. Cho nên vũ khí của tất cả chiến binh mà khoác lên trên mình màu y của đất, tức là ba la mật bằng sáu vũ khí. Ở trong đây tất cả chiến binh ngồi ở dưới này nè, mình có đem đủ sáu cái vũ khí đó để xung trận không? Có không? Mô Phật, trận con còn không xung nữa, ở đó mà đem vũ khí theo. Mình còn giận người ta là cái vũ khí mà coi bằng quan trọng nhất là nhẫn, mình không đem theo là mình thua trận rồi. Mặc cái áo này là màu đất, là màu nhẫn. Nhẫn ba la mật, chữ nhẫn là chịu, ba la mật là đựng. Ba la mật là gì? Là mênh mông. Ba la mật là bàn bạc. Ba la mật là một cái gì đó không có đầu, không có mối. Ba la mật không có thủy, không có chung. Ba la mật lớn lắm, bao la lắm, đại thừa lắm. Cho nên nhẫn là chịu, ba la mật là đựng. Cho nên ba la mật mình mênh mông nhiều chừng nào thì mình đựng nhiều chừng nấy. Còn chữ nhẫn là chịu, mà đã là chịu rồi là đồng ý, chịu là đồng ý, là vui. Cho nên nhẫn ba la mật là chịu đựng. Cho nên người ta chửi mình có chịu đựng chưa? Có không? Quý tăng quý ni, mình tập 15 ngày rồi, người ta chửi mình có chịu đựng hay không? Mình có nhẫn ba la mật hay không? Tức là mình có chịu và đựng hay không? Người ta chửi mình, đồng ý, cười, hoan hỷ, bỏ, đó là chịu. Như vậy mới nhẫn đó, chứ không thể nào giải thích nhẫn nhục được. Nhẫn là nhục, có nghĩa là nhẫn mà còn hờn mát, nhẫn mà còn nín thinh mà run tay run chân, nhẫn mà cái mặt đỏ ké, nhẫn mà cái mặt xanh lè, nhẫn mà cái môi tím liệm, không được. Như vậy là nhục đó. Rồi nhiều khi còn nhục dữ nữa, nhẫn xong người ta chửi rồi cái bắt đầu nín thinh, rồi cái từ từ nó tím 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 rồi ngã xuống đất nó xỉu luôn. Như vậy là nhẫn nhục chứ không phải là nhẫn ba la mật. Nhẫn ba la mật có nghĩa là thầy nói là chịu đựng, chịu, đồng ý, bỏ qua, hoan hỷ liền. Bà đó bà chửi mình, hoan hỷ liền. Bởi vì sao vậy? Thân của mình đã là giả rồi thì thân của bà ấy cũng giả luôn. Cho nên lỗ tai của mình, cái nghe của mình cũng là giả, thì cái miệng bà nói ra âm thanh cũng là giả luôn. Vậy thì tất cả chúng ta cớ gì sao lấy cái giả này giận cái giả kia để đánh mất cái thật của mình mãi mãi như vậy? Cho nên khi mà người ta chửi mình rồi, A Di Đà Phật, hoan hỷ, bỏ, không có gì hết. Bởi vì nếu mà mình không đựng thì thôi có gì đâu. Quý tăng quý ni có bao giờ ném một cục đá mà ném vào hư không mà hư không nó dính vô hư không được không? Ném một cục đá vào hư không có dính vô được không? Không. Ba la mật là hư không, cho nên người ta chửi đừng có dính chứ. Còn đằng này người ta chửi nhiêu dính nhiêu hết rồi, gọt đầu cái ngồi gom gom lại nữa. Chửi là gì, nói xấu là gì, quỷ nhục là gì, là rác rưởi của ngôn ngữ mà người kia đang luyện vào mình. Mình đang đứng gì đó, người ta đem rác rưởi của ngôn ngữ người ta ném vào trong mình. Rác rưởi chưa đụng tới mình mới rớt trước mặt mình thôi, mà mình là người con Phật tập làm cái hạnh xuất gia gieo duyên, vậy mà khom lưng xuống mặc cái y màu đất, khom ôm một đống rác đem về, tối ngủ không được. Con của Phật không ôm y của Phật để ngủ, mà ôm rác rưởi phiền não để ngủ, rồi lăn qua lộn lại ngủ hoài không được. Mở mắt ra thấy cái mặt con nhỏ đó nó mới nói xấu mình, nhắm mắt lại cũng thấy cái mặt của nó luôn, thành ra suốt đêm ngủ không được. Thì như vậy trên đoạn đường đi về Phật của mình kể như mãi mãi luôn. Các thầy, các cô, quý tăng, quý ni ơi, mình cứ ở lại và mình tự trói mình trong cái địa ngục ta bà này. Tự chúng ta trói lại thôi. Năm sợi dây nó trói mình, trong khi mình có sáu cái vũ khí để cắt đứt nó mà mình không thèm cắt, mình cứ để mặc nhiên cho nó trói mình lại. Năm sợi dây đó là gì? Tiền tài, danh vọng, ăn uống, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ.
tài sắc danh thực và thùy. Tiền tài ở đây quý tăng quý ni với quý Phật tử ngồi dưới này nè, ai là người không thích tiền đâu, giơ tay lên coi. Không có thích tiền, chàng ơi bỏ vô túi tôi bực mình lắm, ai giơ tay lên. Ở đây chỉ có hai người không thích tiền thôi. Một là thằng nhỏ chưa chung ra khỏi bụng mẹ. Hai là người đang nằm trong cái quan tài. Hai người. Chỉ có hai người đó là không thích tiền, không biết tiền thôi. Chứ còn tất cả chúng ta ngồi ở đây ai cũng biết xài tiền cả. Biết xài tiền không phải cầm tiền mua cái này mua cái kia là biết xài tiền đâu. Một người, thí dụ cư sĩ ở ngoài thôi, một người đem 2 triệu cúng dường cái làng SOS để giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ. Còn người cầm 2 triệu không vô làng SOS mà vô làng nướng, vậy thì cầm vô làng nướng không biết xài tiền rồi. Cho nên xài tiền ở đây, biết xài tiền có nghĩa là đồng tiền của mình là phương tiện Bồ Tát hạnh. Cho nên người biết xài tiền tức là làm tất cả những điều mà mình được nở một nụ cười, và tất cả chúng sanh xung quanh mình cũng nở một nụ cười như mình. Đó là biết xài tiền. Một bên đó đem tiền vô để thỉnh kinh, một bên là đem tiền vô để kinh bài. Hai cái nào sướng? Có không? Người đem tiền vô thỉnh vô tự chân kinh, người đem tiền vô thỉnh kinh Địa Tạng, thỉnh kinh Du Lan, thỉnh kinh đem về cho đại chúng đọc. Còn một bên đem tiền vô, nó không có thỉnh kinh mà nó ngồi 4 đứa nó kinh không? Thì như vậy tất cả chúng ta, mình biết xài tiền có nghĩa là mình vui và tất cả mọi người cùng vui. Thì như vậy là biết xài tiền rồi. Cho nên tiền, Đức Thế Tôn nói tiền là một loại dây vô hình, nó có thể chói chân chúng ta lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà biết xài tiền, tiền nó là phương tiện Bồ Tát hạnh, nó giúp cho mình mau thành tựu cái quả vị Bồ Tát. Còn nếu không biết xài tiền rồi là nó chói chân chúng ta hoài luôn. Có một sư cô đó, kêu bằng sư cô chứ cũng là cũng tập tu như các tăng các ni vậy nè. Cũng hồi trước thì nó không có cái khóa 15 ngày, hồi trước nó có khóa là 7 ngày thôi, 10 ngày. Tức là thập nhật xuất gia, có nghĩa là 10 ngày trọn gì đó để mà tu làm người xuất gia. Bà ấy bà đi dự không biết bao nhiêu lần rồi. Dự từ năm 20 tuổi mà kéo dài cho tới năm 60 tuổi luôn. Cái năm nào bà cũng vô, bà cũng xuống tóc như vậy hết, mà xuống 10 ngày thôi. Tới năm bà 60 tuổi rồi thì tự nhiên rồi bà dự cái khóa 10 ngày. Cuối cùng đó bà về bà bị giống như bị nhũng não, không biết con cháu nó làm sao. Rồi bà về bà bị nhũng não, bà nằm ở trong trên giường vậy đó. Bà nhắm mắt bà hôn mê hoài. Rồi hồi cái bà giơ tay lên vậy, bà nói trả tiền tao đây. Nếu mà không ai đưa tiền vô, bà cứ để cái tay hoài như vậy luôn, nó cứng cái tay luôn vậy đó. Lúc đầu con cháu nó lấy tiền thiệt nó để vô thì bà để tay xuống. Rồi một hồi cái tờ tiền nó rớt ra, cái bắt đầu bà giơ tay lên trả tiền tao đây. Mà như thế kéo dài tới 4 năm trời luôn đó quý tăng đi. Chính cái sợi dây tiền đó mà mình không cắt đứt ra được, nó là một sợi dây quan nghiệt vô cùng, rồi nó trói mình mãi mãi. Đã 10 lần rồi, đã không biết bao nhiêu lần để tu thập nhật xuất gia, tức là hồi thời đó là dữ lắm rồi đó, mà cũng không thể nào mà rời khỏi được cái sợi dây quan nghiệt đó. Cuối cùng nó không để tiền nữa mà nó kiếm giấy số, nó bó lại. Mỗi lần bà nó trả tiền tao đây, nhét cọng giấy số vô. Sau cùng rồi đó thì đứa con nó mới nói thiệt: quý thầy lại cứ mà chú nguyện hoài cho bà, để cho bà đừng có bị trả tiền tao đây. Hỏi thiệt đứa con, thì đứa con nó mới nói rằng là má trúng số một tờ độc đắc hồi xưa lận cô, có 5 triệu thôi. Rồi cái bà đưa cho nhỏ gái út đi đổi, rồi nó trốn nó đi cả tuần luôn. Rồi bà bệnh bà chết luôn. Rồi bà không phải chết bệnh, rồi nó nhũng não luôn vậy đó. Rồi cái con mắt cứ nhắm lại, cứ nhớ con nhỏ này nó lấy tiền của mình hoài. Rồi trong cái cơn hôn mê vậy đó mà cứ trả tiền tao đây hoài luôn. Đó là một chuyện. Còn một chuyện nữa là có bà cụ đó, chết mà không chịu chết.
Chỉ hơi thở nhẹ thôi, cứ hước lên từng hước thật là nhẹ, con mắt thì đã nhắm nghiền rồi mà đọc kinh hoài không chịu ra đi. Các thầy, các cô đứng trợ niệm hộ niệm rồi đọc kinh đại thừa luôn mà cũng không đi được. Nằm như vậy gần 2 năm rồi mà cũng không chịu đi. Tới bữa đó con nhỏ cháu nó ở bên Mỹ, nó bay về. Nó về tới Việt Nam, nó thấy bà ngoại nằm như vậy, cái nó khóc quá trời luôn. Nó ngoại ơi, hồi con còn ở Việt Nam, con mấy trầu cho ngoại ăn, bây giờ thôi ngoại cho con mấy trầu cho ngoại lần cuối nha. Nó lấy cái ống ra, nó bỏ trầu cao thuốc, nó dòng giọng nó cốc 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 cái bà chết. Ngay đầu nằm bà nó giọng, nó giả ba cái trầu cao vô trong cái ống á, giả. Rồi tự nhiên bà thở cái khì cái bà chết. 2 năm bà chờ trầu cao đó. Nó bị những sợi dây mà gọi là thói quen của mình, nó cứ ràng buộc mình, nó trói chân mình hoài. Cho nên ba la mật là gì? Là thay đổi thói quen của mình. Bố thí ba la mật là bố thí thay đổi thói quen của mình. Mình có nhiều cái thói quen lắm, tức là mình bố thí cho người ta, mình muốn người ta cảm ơn mình. Mình bố thí cho người ta, mình cứ muốn là người ta phải nhớ ơn mình. Cái thói quen của mình bố thí, tức là mình là người cho, còn những kẻ đó là người nhận. Cái thói quen của mình, tao giàu mày nghèo, bố thí của mình là như vậy. Cái thói quen của mình định nghĩa bố thí là gì? Là liệng xuống, mặc dù cái miệng mình không nói chữ đó, nhưng mà tâm của mình đã định nghĩa bố thí là gì? Là ném ra, là cho. Thí dụ như người ta lấy tiền của mình, người ta không trả đi, giận người ta quá, bố thí cho mày luôn đó. Có nghĩa là ném, là liệng xuống. Đó là thói quen của mình. Chứ thật sự chữ bố là gì? Là cùng khóc. Chữ thí là gì? Ban tặng. Bố thí là gì? Là mình ban tặng với cái tâm cùng khóc, chứ không phải nhỏ mọn hẹp hòi. Cho nên cái chữ bố thí không, nó đã là cho mà cùng khóc rồi, chứ không cần gắn vô cái ba la mật đâu. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật gắn vô cái từ ba la mật, có nghĩa là thay đổi thói quen của mình. Thay đổi cái thói quen của mình. Ở đây tất cả chúng ta đều bị cái thói quen đó làm điêu đứng dữ lắm. Nhiều khi sư phụ trụ trì ở đây thấy mình vậy đó, cũng muốn rầy muốn la hoài chứ gì. Ví dụ như có nhiều cô xuất gia làm ni rồi, mặc dù 15 ngày tập mà gieo duyên với Phật để mới mốt xuất gia thiệt, nhưng mà nói chuyện thiệt là bự gì đó. Ta cứ để cái miệng vậy, ta nói nhỏ một chút, chị ơi quen rồi chị. Ví dụ vậy. Cái thói quen, cái thói quen của mình mà mình không thay đổi được thì địa ngục mình không thay đổi được. Cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói địa ngục chưa bỏ không thề không thành Phật quả, chúng sanh đổ hết cả mới chứng đạo Bồ Đề. Cái câu đó của Ngài Địa Tạng nói có nghĩa là mình không thay đổi thói quen của mình được. Cho nên mình sống mà mình không thay đổi thói quen của mình, ăn cơm cũng không thay đổi thói quen nữa. Ăn cơm phải có canh, không có canh tôi không được, là thói quen. Ăn cơm mà để ra dĩa rau vậy đó, người ta kêu ăn rau nhiều nhiều đi, tôi ăn rau không được chị ơi, đó là thói quen của mình. Ngay từ những cái cử chỉ, những cái hành vi nhỏ nhất của mình mà mình không chịu thay đổi nó thì chuyện lớn mình không bao giờ thay đổi được. Ví dụ như thầy kể có 2 người Phật tử đi vào chùa để mà làm công quả tu. 2 người Phật tử nam thôi. Một đứa thì thích ăn nấm rơm kho tiêu, một đứa thì thích ăn tàu hũ kho. Thì bữa nào cũng vậy, nhà bếp biết 2 người này ăn chay, cho nên ngày nào ăn cơm cũng vậy, dĩa tàu hũ muối xả chiên với dĩa nấm rơm kho. Cái anh thèm nấm rơm kho, anh nói cấm không cho mày ăn luôn. Phải thay đổi thói quen của nó mới được. Mình không răn dạy nó mà mình cứ để nó dạy mình hoài thì làm sao chịu nổi đây. Mình là người xuất gia, là thầy của nó rồi, nó là vọng niệm, nó là hàng đệ tử của mình, con em của mình, mà hồi xưa tới bây giờ mình để cho nó dạy mình không? Ông Phật dạy mình đâu có nghe. Ông Phật nói đừng có giận người ta, con ơi, mình tu rồi phải từ bi hỷ xả. Nó nhảy vô trong lỗ tai của mình, nó thì thầm thỏ thẻ, mẻ là cái gì mà phải chiều con mẻ, thấy không? Rồi lời của Phật mình bỏ quên mà mình tuân lĩnh lời của nó. Cho nên tất cả chúng ta cứ mãi mãi cứ chùng bước, cứ thụt lui xuống hoài. Vì sao vậy? Mình cứ bị nó lôi mình đi ngược không à. Còn bây giờ Đức Phật dạy mình thì mình không nghe.
Cho nên cái chú mà thèm ăn nấm rơm, chú cấm, cấm tự chú: mày thèm tao không cho mày thèm luôn, tao ăn tàu hũ muối xả. Còn cái anh thèm tàu hũ muối xả chiên, anh thèm anh cũng cấm luôn. Cho nên anh ăn nấm rơm suốt vậy. Cho nên hai thằng, một thằng thèm tàu hũ thì ăn nấm rơm, một thằng thèm nấm rơm ăn tàu hũ không. Bữa nào quý tăng quý ni phải cấm nó một lần như vậy mới được. Đừng có phục vụ, đừng có nuông chiều nó hoài. Phục vụ và nuông chiều nó hoài thì mãi mãi mình chỉ là một người tầm thường thôi. Chỉ cần một phút giây mình thay đổi thói quen của mình, tức khắc mình sẽ phi thường trong cái khoảnh khắc nhiệm màu đó. Dám làm không? Tăng ni này dám làm điều đó không? Còn đằng này đó có một cư sĩ, cái cư sĩ này nè, phát nguyện trước Phật là con ăn chay 3 tháng. Ăn được 2 tháng rưỡi rồi, cái tự nhiên nó thèm quá trời rồi, thèm mà cầm lòng không được luôn. Kêu bà vợ lên nói: tôi nói thiệt với bà, tôi phát nguyện ăn chay với Phật 3 tháng là một điều khó khăn nhất của tôi đó. Tôi ăn được 2 tháng rưỡi rồi, sao mà tự nhiên nó thèm quá, tôi chịu không nổi rồi. Bà vợ nói: ông thèm cái gì? Thèm bánh mì với trứng gà ốp la. Bà mua cho tôi ngổ, chiên cho tôi 2 trứng, đem cái chai xì dầu vô cho tôi luôn. Ăn chay mà phải nhập thất, đóng cửa lại, sợ đi ra ngoài rình rình ăn mặn. Ông sợ vậy luôn đó, ông đóng cửa rồi cuối cùng chịu không nổi, điện thoại cho bà vợ. Bà vợ thấy vậy, thôi kệ ăn 2 tháng cũng được, mua ngổ bánh mì, chiên 2 cái trứng ốp la, đem chai xì dầu vô đem cho. Bà ngồi trên ghế, bà coi ông ăn sao. Ông ngồi, ông nhìn một hồi thiệt là lâu, ổ bánh mì, 2 cái trứng gà ốp la, chai nước tương. Xong ổng bưng, ổng đi vô trong toilet, ổng mở cửa toilet ra. Ổng bỏ 2 cái trứng gà ốp la vô trong lỗ cầu, ổng xé bánh mì nhỏ nhỏ bỏ vô trong lỗ cầu, ổng xịt nước tương vô trong đó. Ổng nói: mày muốn ăn không? Xuống cầu tiêu mà ăn, tao ăn chay. Cái đó là cái để mà mình dạy mình. Mình phải có một cái nghị lực, cái mạnh mẽ trong tâm của mình dạy mình. Chứ mỗi lần nó hô thèm cái bắt đầu kiếm ăn, họ thèm cái đi kiếm ăn rồi. Hỏi sao mà sư, cái mặt sư sao bơ phờ vậy? Sáng giờ không có miếng cà phê nào hết, chết thôi. Nó làm cho mình vật vã trong cái con người của mình như vậy, tức là mình không thay đổi thói quen của mình được. Cho nên ba la mật là gì? Thay đổi thói quen. Nhẫn ba la mật là nhẫn thay đổi thói quen mới được. Hồi đó tới giờ mình nhẫn là mình cứ định nghĩa theo cái kiểu là nhẫn là nhịn, nhịn là nín thinh không nói, nhưng mà trả thù. Như vậy thì không phải nhẫn ba la mật. Cho nên nhẫn là phải làm sao có ba la mật mới được. Nhẫn là phải có ba la mật, phải không? Còn nhẫn mà không có ba la mật thì làm sao gọi là nhẫn đây? Cho nên đó, khi mà mình xuất gia rồi đó, các thầy, các cô, quý tăng ni của chúng ta, cái nhẫn ở đây đó, nó giúp cho con người của mình đó tập sự sống theo cái hạnh của đất. Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Cho nên hạnh của đất là cái hạnh dày chắc, cái hạnh chứa đủ. Phải không? Mình có cái tâm mình bao la, mình có cái tâm mình mênh mông thì mình mới có thể dày chắc, có thể chứa đủ được. Còn nếu không đó, mình tu cái hạnh của mình nó yếu ớt, nó không dày chắc mà nó mỏng lét. Cái hạnh của mình mà nó mỏng đó, thì tăng ni ơi, tất cả chúng ta nó dễ gãy lắm. 14 ngày nó cũng gãy, phải không? Cái hạnh của mình nó không được như mọi người, cái hạnh của mình nó không được như Bồ Tát, cái hạnh của mình nó không được như là chư vị tôn túc A-la-hán. Cho nên khoác cái y vô rồi thì tất cả tăng ni của chúng ta phải làm sao biến cái y của mình là màu y của đất, và làm cho cái lá y của mình nó phải có một chút hồn sống. Hồi xưa tới giờ mình phát cái miếng vải lên trên vai mình đủ 15 ngày xong mình trả lại cho sư phụ, phải không? Có trả không? Cái này mình đem về luôn hay là trả lại? Hả? Đem về luôn để dành rồi năm sau tu nữa, phải không? Rồi thí dụ năm sau không tu thì sao? Năm sau mình không tu thì sao? Mình giữ lại đi. Là tại vì 15 ngày mình đi đến đây, mình tập làm hạnh của đất. Sau 15 ngày đó, tức là mình vẫn là người xuất gia. Đừng có nghĩ 15 ngày là mình xuất gia nha quý thầy quý cô. 15 ngày mình xuất gia là gieo duyên lành, nhưng mà chúng ta mãi mãi xuất gia.
Cho dù bây giờ mình trở về nhà 11 tháng kia, mình cũng mãi mãi là người xuất gia. Xuất gia ở đây không phải là vào trong chùa xuống tóc, mà xuất thế tục gia, xuất ra khỏi tất cả những tâm thế tục thường tình của mình. Hồi xưa mình sống ở ngoài đời, mình để tóc, mình mặc áo, thí dụ như áo dài, áo bông, áo hoa, quần tây gì đó không biết. Nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu xuất thế tục gia, ra khỏi tất cả những cái tục lụy của cuộc đời. Thế tục là những tục lụy của cuộc đời, chữ tục là tục lụy, còn chữ thế là cuộc đời. Thế tục là tất cả những tục lụy của cuộc đời, ra khỏi nó. Thí dụ như ngày xưa mình nói chuyện lớn tiếng, mình nói chuyện cọc cằn, mình nói chuyện thô lỗ, thì bây giờ sau 15 ngày này rồi trở về nói chuyện không còn cọc cằn thô lỗ nữa. Đó là xuất thế tục gia. Cái xuất gia của mình không bắt buộc mình phải ngồi trong đây hoài, không phải đâu. Không bắt buộc mình phải ngồi ở trong cửa chùa này hay cửa tỉnh xá kia, không cần thiết điều đó đâu. Ngày xưa Đức Phật xuất gia có chùa có chuyện đâu, ngài ngồi giữa đường, không phải không quý thầy quý cô? Cho nên mình về nhà rồi, đây chỉ là cái gieo duyên cho mình. Nói chung đây là cái chất xúc tác để cho mình mãi mãi xuất gia trong mọi hoàn cảnh. Mình phải xuất gia trong mọi hoàn cảnh mới được. Thí dụ như bây giờ, ngày xưa đó là chiều chiều vậy đó, là bắt đầu là quý tăng nè, chiều chiều cái bắt đầu điện thoại rủ rê nhau đi nhậu. Thí dụ vậy, vô làm vài lon vậy thôi, kêu vài đứa lên nướng vậy thôi. Nếu trái đất này là người mẹ thì tất cả chúng sanh xung quanh mình là em của mình đó, các thầy các cô ạ. Tăng ni của mình là những người anh người chị, còn tất cả chúng sanh xung quanh mình đó là con heo, con gà, con bò, con chó, con trâu, con vịt, con chim, con cá, con sò, con ngốc, con hến, con rùa, con muỗi, vân vân. Tất cả chúng nó đều là những đứa em vô tội và bé bỏng của mình. Tại vì quả địa cầu này là hành tinh, là một sự sống vô cùng. Tất cả chúng ta đang nằm trong một sự sống lớn thì chúng ta cần phải bảo vệ sự sống chứ. Trái đất này là một người mẹ hiền muôn thuở và mãi mãi không bao giờ xa cách mình. Cho nên tất cả suối nguồn, tất cả những dòng sông, tất cả biển lớn là máu của mẹ mình. Tất cả những cánh rừng mênh mông bao la này là lá phổi của mẹ mình. Và núi non chính là trái tim của mẹ mình. Cho nên người nào mà đổ tất cả những chất thải vào dòng sông, vào biển cả, nói chung đem con chuột chết liền xuống sông, tức là chúng ta đã làm cho máu của mẹ mình bị ô nhiễm rồi đó. Người nào mà phá rừng có nghĩa là chúng ta làm cho lá phổi của mình bị bệnh, lá phổi của mẹ mình bị bệnh. Người nào phá núi tức là làm cho trái tim của mẹ mình đau nhói đó. Cho nên tất cả chúng ta cần phải làm sao bảo vệ sự sống trong sự sống này. Ta cũng cần sống thì ta phải bảo vệ sự sống chứ. Ta tham sống sợ chết mà ta bắt chúng sinh phải sợ chết trước mặt ta sao? Vậy đó mà ngày xưa có nhiều người, nam cũng có, nữ cũng có, đi vô trong làng nướng kêu tên em của mình. Những đứa em của mình nó có nhiều tên lắm, tên mực, tên tôm, tên cua, tên sò, tên ốc, tên nghiêu, vân vân, nó có nhiều tên lắm. Rồi mình vào trong đó mình lựa thằng em nào mà nó ngon, nó tươi, nó mập mà mình kêu thảy lên bếp nướng. Rồi tất cả những người anh người chị xé thịt em của mình ra ăn tại chỗ, cười kha khả trong sự đau đớn dãy dụa của em mình. Thành ra đó là thói quen. Cho nên bây giờ mình xuất gia rồi, tất cả những người đó ngày xưa mình bước chân vào làng nướng, bây giờ xuất thế tục gia, từ đây trở về sau tất cả những tục lệ của cuộc đời, con xin Đức Thế Tôn, con xin hứa thề không bước chân vào trong đó nữa. Đó là chúng ta đã xuất gia rồi. Ở đây có quý tăng này, có khi mà mình chưa tu 15 ngày gieo duyên này, ở ngoài có khi nào mà uống bia đi vô quán nhậu được không? Có phải không? Có giơ tay lên, dạ có, là hết tội liền. Có mà còn giấu trong đây hoài, còn y nguyên. Rác ở trong phòng của mình đó, nhà mình có rác thì mình cứ quét ra ngoài thì nó sạch rác thôi. Nhà mình đầy rác cái tự nhiên khách vừa bước vô cái đùa vô trong kẹt tủ không, y nguyên luôn trong đó. Hỏi con có nhậu không? Có, thành ra nhìn cái mặt biết có rồi mà không dám giơ tay lên. Còn quý cô cũng vậy. Mỗi một người nó có một thói quen, bên tăng có thói quen khác, bên ni có thói quen khác.
Cái thói quen của Benny đó tuyệt vời lắm. Nếu nói theo cái danh từ quý phái một chút đó, tức là danh từ bác học đó, quý phái đó là thu thập kiến thức. Còn nói theo cái danh từ bình dân đó là bà Tám. Đó là cái thói quen của mình, không bao giờ bỏ được. Lạ lùng như vậy đó. Có nghĩa là bây giờ nghe ở đâu có chuyện gì là tự động mình muốn tìm đến đó để mà mình nghe, để mà mình thu thập, để về mình báo cáo lại. Ghê gớm không? Không có chịu xuất thế tục gia, cứ lầm lũi trong cái căn nhà thế tục hoài, rồi làm những điều thế tục thì mãi mãi rồi mình không bao giờ thoát tục được. Cứ như vậy hoài, có không? Mô Phật hồi trước con có, còn sức khỏe con có, bây giờ già rồi chạy đi kiếm tinh tinh tức không có nổi nữa thầy ơi.